Bữa nay nhão hơn á Mút. Nhão hơn mọi người. Hồi nãy là mà Út đi hay gạo, cậu Út nhà chắc nước cơm cho nên nồi cơm hôm nay không ngon mà hôm qua nè, hơi nhão chút xíu. Tại gạo mới mới mua đó nên cậu không có quen nấu á, chưa cậu chưa nấu lần nào á, còn mợ thì nấu 2-3 lần nên nấu đấy. Nhưng mà con thấy mợ nấu lần đầu cũng đạt mà. Cái bữa đầu tiên là chở bao gạo xuống nữa. Bây giờ thì mà Út sẽ ướp cá nha cả nhà. Cá lăng thì mình sẽ nấu canh chua một mớ, mình kho một mớ. Để kho cá thì mà Út cũng ướp gia vị giống như mọi khi, mình có bột ngọt, đường, tỏi băm, rồi hành, nước mắm. Mình nấu canh tương đối thấy cũng nhiều hả mổ? Ừ, cái nó nhiều lắm ạ. Chắc cỡ 7 con cá à. Canh chua thì hôm nay có được 3 loại rau. Rau ngổ nè, rồi bạc hà, rau tây tượng. Cái cọng rau ngổ mỗi lần nó tốt lắm nhưng mà hôm nay nó bớt tốt rồi. Nó nhỏ chứ nó không bự. Nếu mà cọng rau ngổ nó bự thì nó có thể bằng ngón tay này nè. Nghe một nơi bên vườn, bên xẻo dông mình là rau ngổ tốt đúng không chị? Dạ đúng rồi, bên bản là tốt, cọng bự to. Rau này mà ai ăn không quen thì ăn cũng không được đâu. Nó cũng tương tự nhẫn nhẫn giống như cái cọng rau mà hôm qua cậu hái rau gì qua người ta. Tay tượng rồi, à keo nèo nó cũng khó ăn giống như vậy nhưng bạn được thì rất là tốt cho cơ thể, nó có vị thuốc. Ba em ăn mê ăn cái này lắm. Ăn cái này nó giòn có vị thuốc nè. Cái này mình chấm cá kho cũng ngon mà nấu canh cũng ngon hoặc là xào cũng ngon. Ngon nhất là món mà lương rau ngổ, món đó em ăn chưa? Thì chưa. Hình như rau ngổ này có hai loại mà. Một loại tím với một loại trắng hay gì đó. Cái này là loại tím nè. Cọng nó cũng to hơn mà nó ấy hơn, lá nó bò được. Dạ. Cọng này là tím nó lá nó cũng nhỏ cả. Mà Út sẽ để củ cải trắng vô nha cả nhà để cho nó thấm luôn. Còn ở phía ngoài đây thì sao Phước? Bây giờ mình tấn cây mình đổ ha. Dạ. Chứ đâu cần xây gạch lên vòng vòng giống vậy. Vậy là mình đổ. Làm đó hả? Dạ. Canh chua con thấy nhiều hơn kho hả? Ừ. Canh chua, nấu canh chua dễ ăn hơn.
Có đậu ca đâu chị, lấy tay đùa đại chứ. Có nấu quỳnh chùa với cá kho ăn cơm, cũng mời cả nhà ăn cơm với mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Giờ này nó cũng hết cơm, hết cháo rồi, sáng hết cháo rồi. Chú Hoàng hồi sáng giờ đi bộ tới đâu rồi chú Hoàng? Giờ tới quê em rồi. Sáng giờ đi bộ nhiều phút quá trời luôn. Tới gặp anh Năm mà chứ chưa tới quê. Một xe gùi vậy là 50 phút. Mấy chục xe à? Hết anh ở chị nè. Canh còn nhiều nha. Nào canh đâu có cá mà nó còn nhiều. Cá ở ngoài. Cá hút. Chú Hai có lo gì buổi chiều chưa? Có tính tới buổi chiều ăn mình ăn trưa mà tính tới buổi chiều. Chiều rồi tính buổi sáng. À, sáng là tính buổi trưa à? Ừ. Tính hoài vậy có tinh thần đang làm mình mới nổi. Chiều tính ngày mơi. Ừ đó. Chiều tính ngày mơi vậy. Câu chính với chú Hai là có đo thử cái chồi mình dưới lại đủ cả nhóm mình ngồi chưa? Không, dưới rồi chứ. Dưới luôn hả? Dưới rồi, ngồi nửa chỗ gì. Góc. Như mình nhậu buổi chiều đó, mình ngồi có một góc cái gì. Dạ. Phần nửa trời à. Chừng mình nào mà làm rồi sáng là ngồi đó thì 50 lượng ngồi thử thì đủ không? Rồi mình tăng cường thêm lưu nữa. Giống như là giới hạn tải trọng vậy. Thử nó coi, nó nếu mà còn sức chứa nữa thì mình tính thêm nữa.
Mốt bà nấu cơm hôm nay mà chưa thấy bà ngồi ăn cơm với mình lần nào chứ. Đói bụng không đây? Đói bụng. Chiều nay mà ngon ngon thì tôi đãi cho nhậu mồi ngon, còn dở dở thì nó có mồi nhậu, nhậu mồi này. Dở dở thì chỉ có món hến thôi hả? Ừ. Còn ngon thì có thêm món ớt hả? Chắc là xào môn ngọt á cậu chín. Xào môn. Nhưng mà chưa biết là có ngon không hả? Thì không có món đó nè. Không ngon đâu, không ngon đâu. Ngon ăn hết vậy. Không ngon ăn hết trong hết. Sáng giờ cũng đặc sản. Hến mùa giáp sáng mình ngâm nước vậy nó nhả đất với cát ra ăn nó ngon. Còn hến mua về vớt liền ăn chất quất. Cát, mà cái cát nhiều lắm, dính cát luôn. Cơm bò mấy anh đi cắn xanh đi làm hay tôi làm mồi một lần. thấy có gì hơi sai sai nữa. Cái mỡ ớt hồi sáng là mình sẽ để da luôn. Xào ăn mới ngon. Dạ. Yeah. Bằng nước sôi không? Nó yeah. Bằng nước sôi mới được. Bằng lông. Bằng lông á. Chứ không có lọc da. Bị ớt đồng mà. Ăn cơm xong là làm luôn hả cậu chứ? Sao mấy anh em sao? Bút luôn mấy. Làm luôn làm đẩy rồi chịu. Giống như hai ngày trước hả? Ừ. Thì mấy anh em mà vô đồng ý cho thì làm luôn. Làm luôn chiều. Tới ngủ sớm. Chiều ngủ sớm. Làm sớm thì chiều ngủ sớm. Ừ, có để chiều ngủ tối chứ được vậy à. Không thấy được gì. Vậy là chiều chú hai với lại cậu chính là bắt đầu làm cái dàn sườn của nhà bếp. Ừ. Còn tập trung lực lượng bên đây là cái làm nền. Cái nền. Cái nền. Ủa? Rồi. Cái luôn. Cái luôn. Cái này gắn luôn vô đó là mới có món ớt á. Cậu chính và chú hai sẽ tiếp tục mình làm cái sườn ở nhà bếp nha cả nhà. Còn ở phía trước thì mấy chú đang trộn hồn để mình cán cái nền. Sáng ăn có 2 tô cháo mà để đóng đất. Bây giờ ăn 4 chén cơm, 4 chén đóng hồn thì nó giàu xong. Đóng hồn này chắc tới chiều hả? Tới chiều. Này motor chạy bằng cơm hả? Đi. Nè, đưa lên xong kia đây.
Cái này đổ rồi là các bạn đứng đây đi. Và đứng ở đó đi. Có chủ nhà vô là có năng lực liền. Đúng. Đúng. Chơi gì luôn. Có tâm trạng thì nó sắp dễ cầm nó quên. Vậy bây giờ là mình sẽ cất cái nhà bếp hai máy giống như nhà thủy tạ luôn. Đúng rồi, nó đẹp, dạ. Nó không thấy được. Chứ một máy mà đưa cái kết ra nhìn nó hơi xấu chút xíu hả? Dạ. Sao? Dứt cái hả? Dứt là đóng đinh vô đó. Chính xác à? Không ai đối thừa ai nha. Này, này hai thằng làm chung nha. Chung hả? Cái này để cố định cái khoảng cách giữa hai cái chân cột đó. Ừ. Nó đừng chạy ra chạy vô. Cái nền mình là cái khoảng này nè. Làm giữa chân cột nó nằm trên chân nền. Dạ. Chứ mà không đâu ông làm cái này là mình lắp cái cột nó bỏ ra ngoài cái nền này. Dạ. Yeah. Xong cái đống hồ này là mình còn một đống hồ đá nữa. Hồ đá thì trộn nặng hơn hồ cát. Mà theo chú Năm cảm nhận là giờ đi đặt cứ ngục cực hay là trộn hồ cực? Trộn hồ cực hơn. Đi.
phải mình có cái giá trộn hồ dễ làm hay không? Giá này giá kia ở ngoài rồi. Dạ. Giờ còn giá này giá nhỏ này làm. Chiều nay ai xong trước nghỉ trước nha chú hai. Chiều nay ai xong trước nghỉ trước à? Vậy mà rồi đi theo em Phước làm cu ly. Không gặp vậy mà nhờ sạch á. Hồi nãy anh đang đi 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 theo em rồi, ngày mai đi theo làm hả Phước? Dạ. Ngày mai là em làm ở đâu? Dạ, em mai em làm mấy ngày sáng. Làm 2 ngày ha? Dạ. Làm 2 ngày, sau gì em làm. Ngày mai thì mấy chú cháu, mấy cậu cháu mình sẽ nghỉ một ngày nha cả nhà. Ngày mốt bắt đầu làm lại. Để cho ba cái nền này nó khô nè. Để ngày mốt cái là mình dựng lên được rồi. Nhắm ngày khô không Phước? Khô. Có nắng rồi. Cái nền này trong vòng 24 tiếng là hồi nó chết rồi. Ừ. Chiều nay gụ thuốc gì cậu Tư? Bà kích là gì? Chiều nay đổ bà kích đi. Chưa. Cái lớp hồ này là bao nhiêu phân Phước? Dạ 4 phân. Ừ. Còn gạch lên nữa? Dạ gạch mình lên 2 phân rưỡi. Ừ. Tương đối thì nó cũng vậy ha. Dạ mình góp gạch tạo lên 2 phân rưỡi. Con gì chú hai? Đâu? Đâu? Ừ. Nhà nó có cốc nghĩ vô là thầy. Dân làm vườn mà bữa nay cho đi trộn hồ và đẩy hồ hả? Đánh coi. Dạ, được quá, để xem bạc gì nha. Chiều nay thấy đường gấp mồi không cô Tư? Thấy đường gấp mồi không? Cái này đẩy cái này đủ phần xe nữa là chắc rồi quá. Hết cái lịch màu luôn. Quả này nó màu. Cái này cái ổng cứ đứng hoài.